dịch vụ nó không không phải đâu, thẩm quyền nó bảo anh là thẩm quý gọi luôn, thẩm quý nó bảo nó bảo thẩm quyền nó bảo là xe này ngày xe cổ cuốn chứ sao anh lại nhập giáo thế, thì ngày này nó mới bảo là anh bán được cuốn là bán xe thôi chứ có bán tiền đâu. Nó bảo với thằng quyền thế. Bố nó thế, thằng quyền liên hệ của gì? Nó thằng quý liên hệ cho thằng quyền hỏi mua con. Nhưng mà thằng liên hệ kiểu gì? Chúng nó liên hệ nhau kiểu gì? À, thế nó phải có số điện thoại chứ, bảo thằng Quyền cho đưa số ra đây. Ok em. Nhiều thật ấy. À, mất 500 củ điên quá cả nhà. Bây giờ nó sự tình nó chưa rõ ràng nhưng mà không ăn được của mình 500 đâu. Anh em hiểu chưa? Không, mình tạm ẩn đi để xử lý, bạn hiểu không? Mấy xe mình mua bằng thật đấy, mình mua của người ta là 470 triệu, mấy tiền cà phê cho người đi mua là 500 triệu xong mình bán cho người khác rồi, bạn hiểu không? Mình lại bán cho người khác rồi. Bạn hiểu chưa? Mình bán cho anh em của mình rồi. Xong bây giờ anh em đi thu hồi thì thu hồi xong một cái thì người ta ở trên đấy khi thu hồi xong thì cái thằng chủ xe, không biết là thằng chủ xe, thằng dịch vụ nó nhanh tay nó lấy mẹ cái biển luôn. Thế là bây giờ là bây giờ này mẹ nó lại bảo là em đây. Đấy, để Quyền nó gửi số, anh bảo này. Hả? Thằng Quân dịch vụ ở đây ấy. À. Dịch vụ ở trên đấy gọi điện cho nó ra thu hồi. Dạ. Yeah. Nó ký thu hồi cho mình xong. Nó ký thu hồi xong luôn. Đúng rồi, nhưng mà yeah. À, gọi là ký nhập để đem ra, xong rồi nó lại thu hồi, nó lắp vào xe nó luôn. Đúng rồi, nó mua xe nó lắp vào. Mẹ ở đây này còn thế nữa cơ nhỉ? Ở đây. Có nghĩa là xong rồi nó đi mua xe của nó tự nhập vào, chứ nó đem lại nhập xe mình vào. À. Xong rồi lại bảo, vừa bảo với Quyền là lúc đấy nó bán xe cho muốn bán xe SH thì bán biển được. Thế là nó bán xe nó không bán biển. Cái thằng bố thì nó cái lúc đấy đã định danh đâu. Thì thế. À. Thế bán cái xe đấy, bán cái xác xe 500 triệu bán cho cái thằng bố thì nó à. Thì thế thôi, cho nên là cái bill chuyển khoản thứ em ghi rõ nội dung đấy mình chả rõ. Mẹ ơi, bây giờ nội dung bill chuyển khoản đi. Để anh bảo Quyền nó gửi đi. Ừ. Ok, chào tất cả mọi người. Chưa cánh thành nhà thờ, chưa đủ tiền giờ khó khăn lắm. Cái câu chuyện này nghe. Câu chuyện này bây giờ nó rất là ly kỳ và rất là buồn cười. Mọi người hiểu chưa? Mua xe của người ta. Thằng nào bóc phốt thằng Hải Trung Kính ấy, nó bảo nó ăn cái mày bảo ăn mày ăn cứt mẹ mày cũng ăn, mày vào đây mày phải bảo thằng nào bóc phốt tao. Mày vào mày kích động làm gì? Mày vào đây mày cứ mày lo cái việc của nhà mày đi nhá. Lo việc kiếm tiền đi, mày lo việc của nhà mình đi, mày lo việc xã hội và ăn cứt vào. Mình cứ đi nghe cái chuyện xã hội người ta bảo mày về mày cho mẹ mày ăn cứt thì mày cũng cho mẹ mày ăn cứt à. Nó kiếm tiền đéo lo cái gì, nó kích động mới là nó mẹ vào công kích cái gì. Mày không kích được bố mày đâu, mày kích được tao thì tao đâu phải huấn hồng, nghe rõ chưa? Nên cái việc của mình là nó kiếm tiền đi, thằng nào nói xấu tao thì kệ con cụ thì nó, việc của mày đâu. Mày vào tham gia vào làm gì, vào đây thích thì xem, không thích thì lượn. Vào nói chuyện tử tế, vào toàn mẹ mày toàn vào công kích xong rồi xỏ xiên. Mình đã tốt đẹp đéo gì đâu mà về vào mà công kích cái khác. Đúng không? Không, bây giờ mình kể các bạn nghe một câu chuyện. Mình mua cái xe biển 97 B1 5 con số 9 ở trên Bắc Cạn. Mình chuyển khoản chính chủ. Người em của mình nên mua xe từ lúc còn chưa định danh, các bạn hiểu chưa? Mua từ cái lúc mà còn chưa định danh biển số. Mua thì bây giờ làm mua chưa định danh biển số luôn. Bây giờ đến lúc mà định danh rồi, mình lại bán cái xe cho ông bạn của mình rồi. Xong bây giờ ông bạn của mình là đi thu hồi nắp bằng xe khác, thì cái lúc ký thu hồi thì chủ người ta hỗ trợ người ta ký thu hồi. Xong rồi đến lúc ký để vào xe, chủ xe nó đéo ký nữa. Xong rồi bây giờ chủ xe nó mua mẹ con xe khác, rình rình nó vào luôn giấy tờ. Xong rồi bây giờ nó bảo là lúc nó bán cho mình là bán xe chứ không bán biển. Mẹ cái lúc ấy làm gì, đã có luật định danh.
khôn như ông quê tôi đẩy. Nói chung là xe của tôi nửa tỷ thì không ăn được của tôi đâu. Bất cần biết ông ở trên Bắc Cạn ông quan hệ với ai. Cái gì đúng thì thôi. Mẹ bán xe bán biển người ta mới mua nửa tỷ. Mà mua từ cái lúc còn chưa định danh. Đây gửi, đây có xe biệt 97B1 5 con số 9. Nếu đúng ông chính chủ mà cướp được cái xe của tôi ấy, tôi đéo phải hối hồng luôn. Ông có chơi ông rời. Ông có làm doanh nghiệp với ông có quan hệ với ai tôi không quan tâm. Mình phải đúng thì thôi. Mà làm gì có chuyện đi cướp ban ngày đấy. Thời buổi 2024 rồi. Thời buổi 2024 rồi. Cháu ông rời mà cướp thì cũng phải đi tù. Bây giờ mình sống thật, sống chuẩn, sống đẳng cấp với không ăn ai này, sống kiểu lưu manh. Hy vọng là không phải chủ xe cướp cái biển đấy của mình, mà do bọn dịch vụ nó làm nó cướp thì ok. Chứ còn chủ xe mà cướp lại cái biển đấy là hỏng luôn đấy. Em đây. Em ơi, để ý Zalo nhé, mà quên tao mình vào đấy. Nó không có số. Zalo nào? Đây, Zalo độc quyền nó tan cả cái chủ xe vào bây giờ đấy. Em biết là em có Zalo, có một cái em thoát là Zalo số này nhá. Anh phải kết bạn à. Ok. Mẹ thế bây giờ mình thì thành nửa anh em của mình. Mẹ đổ má. Thế là bây giờ mình tự nhiên là mình thành đi nửa. Hy vọng là thằng dịch vụ nó cướp cái biển cái xe đấy chứ không phải chủ xe. Đúng không? Mình đang xử lý cái việc cái xe cộ đó. Nó thoát nhóm đấy anh. Nó thoát nhóm ra khỏi nhóm rồi. Nó thoát đấy. Tí thế nó tắt rồi thì nó đi lừa đảo mình đâu. Nó làm sao nó dám. Bố nó. Thì để làm đơn đi. Bây giờ phải làm. Thì làm đơn nộp thẳng vào thẳng công an tỉnh làm phòng vào phòng hành sự nộp thôi chứ còn. Ok. Bây giờ mình nên nộp đơn mình bây giờ mình biết là nó là doanh nghiệp trên Bắc Cạn đúng không? Sao? Doanh nghiệp của nó là thuế má nó đã đóng đầy đủ chưa? Chuẩn chỉ chưa? Doanh nghiệp nó làm những cái gì ở trên Bắc Cạn hiểu chưa? Ừ. Bây giờ chứ từ lẻ từ giờ thứ hai cho nó cứ làm lại với mình không nhỉ? Không thể đấy, không thể thế được anh hiểu chưa? Thế bây giờ mình lên từ đấy luôn ạ? Thì bây giờ phải lên anh lên mà nó không làm việc thì để em lên, em là chính chủ mua em bỏ tiền ra thì em làm đơn. Anh hiểu rồi. Thì có nghĩa là bây giờ anh sẽ lên gặp nó, nếu mà nó không làm việc với mình thì em lên. Anh nên làm việc mà nó không làm việc. Thì em lên. Ok, thế em gửi cho anh cái số cái thằng mà nó mua tới mua nhá, để anh gọi điện cho nó, xong anh bảo nó dẫn sang anh. Nó tắt máy luôn rồi. Nó tắt máy luôn rồi. Nó cùng một ruột với nhau ấy. Okay. Chắc là người ta có tí quan hệ anh hiểu không? Anh hiểu ạ. Ở tỉnh cấp tỉnh mà làm doanh nghiệp mà đi nick xù thì phải có quan hệ rồi. Mình gọi thì nó chủ định mà nó lại cướp mà. Nó chủ định thế mà. Ok anh đi xử lý đi. Mẹ cướp sao được cái biển. Bây giờ thì còn đi ăn cướp thời buổi 2024 thì ăn cướp ăn ngày. Quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng bấm phím 1 để lại lời nhắn thoại. Em đây. Anh gửi số điện thoại của nó cho em đấy. Gọi nó máy bận 199 gì? Đúng rồi, máy bận à? Nghe máy quay. Quý khách vừa gọi hiện đang bận. Mẹ đây điên thật đấy. Tự nhiên là toàn việc đúng tháng 7, tháng cô hồn. Doanh nghiệp lớn đéo thì cái kiểu này, chơi cái kiểu đó, nhom nhem đấy. Buồn ơi là buồn mọi người. Có nhiều người khét tất đấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng bận. Mẹ giờ máy cứ ấn bận. Ngô Quốc Bảo có cái gì đúng không mọi người? Làm cái đơn chứ làm sao mà... Các bạn nếu mà như thế thì các bạn thấy mình là đúng hay là sai? Thấy rằng chủ xe nó đúng hay sao? Chào Huấn nhiều sức khỏe, cảm ơn. Điên ơi là điên anh em ạ. Thời buổi 2024 này còn có người là còn cướp tiền, cướp trên dàn mướp. Mẹ nó. Tôi không chỉ tục chỉ bậy trên này bạn ơi. Nói chung là mọi người không nên chỉ tục chỉ bậy trên này nền tảng 4.0 này. Hôm nay mình bức xúc quá thì mình nên mình nói tí thôi. Cái tiền của mình không ăn được đâu. Tiền của mình là tiền mồ hôi công sức ấy.
chứ không phải tiền đi cướp, hiểu chưa? À, lên lên tận trên Bắc Cạn ông live stream, hiểu chưa? Mẹ thật thư đầu cuối, hiểu chưa? Doanh nghiệp thì làm bà, doanh nghiệp thì đang yên ổn, có đi cướp của người ta. Ông cậy ông có tí quan hệ ở trên tỉnh, đúng không? Đừng có cậy có tí quan hệ ở trên tỉnh mà mẹ ông muốn làm cái gì cũng được. Quan hệ ở trên tỉnh ấy, ông có quan hệ với ai thì cũng kệ cha nhà ông. Ông làm doanh nghiệp thì bây giờ ông làm doanh nghiệp thì ông phải có quan hệ ông mới làm nổi rồi, được chưa? Mà tôi có thể chọc vào tất cả cái chỗ mà ông đúng sai đấy. Tôi là lưu manh, tôi ngày xưa thôi, còn bây giờ nó đàng hoàng rồi. Ông làm doanh nghiệp tôi còn, ông hiểu chưa? Ông làm doanh nghiệp gì? Ông là cháu ai ở trên tỉnh? Vốn ông ở dưới này là cháu của Bác Hồ, hiểu chưa? Mình phải làm đúng thì người ta mới tôn trọng. Mình sống, mình làm doanh nghiệp thì mình phải chuẩn chỉ. Mình đè đầu cái cổ người khác, mình quen rồi. Ông quan hệ ở trên với ai ở trên tỉnh làm cái gì? Thời buổi bây giờ mà làm sai ông, cái người mà ông giúp ông ấy, cái người mà đỡ đầu cho ông làm doanh nghiệp ấy, đợt tới này ấy, các cụ mà thanh tra không phải bế mẹ luôn ấy, hiểu chưa? Nên là ông phải, ông đừng có vì cái việc con, đừng có vì mấy trăm triệu mà ông đưa cái doanh nghiệp của ông là hỏng ăn luôn ấy. Ông phải nên nhớ này, cái ông này, tôi thề tôi thách ông luôn ấy. Cộng đồng của tôi Bắc Cạn, anh em của tôi Bắc Cạn, các bạn yêu quý tôi Bắc Cạn ấy, không thiếu đâu, ông hỏng luôn ấy. Mẹ tôi mà đưa ông cái mặt nhà ông lên trên mạng ấy, xấu hổ luôn ấy. Mẹ khôn hơn người, cướp của người ta không cướp được đâu. Ông làm đúng thì tôi mới sợ. Mẹ tôi tin ông làm doanh nghiệp, tôi mua của ông nửa tỷ, tôi không cần ông viết giấy, tôi chuyển khoản cho ông đồng hoàng. Đó là tôi sự tin tưởng, tôn trọng của ông. Mua của ông đồng hoàng, nhờ ông đi ký giấy để thu hồi. Ông ký xong đồng hoàng đến lúc ông để vào xe cho người ta. Thì bây giờ ông lại cướp cái biển về, ông nắp xe ông đi. Bây giờ ông lại ra cái bài cùn, bây giờ ông lại dở cái đòn cùn ra là bán xe không bán biển. Đủ má thì ông, cái lúc ông bán cho tôi là cái lúc cách đây hơn một năm rồi. Lúc đấy bán xe ông bán biển thì ông bán cái SH Việt thì ông mua 90 triệu, ông bán 500 triệu. Tôi là gà. Nói chuyện cùn như thế thì có học làm doanh nghiệp, có nghiệp vụ. Bây giờ ít nhất là chủ một doanh nghiệp là phải có nghiệp vụ. Thứ nhất về quản lý tài chính, về kế toán và cách ngoại giao, cách sống, cách hối lộ đút lót, hiểu chưa? Mình cái đấy là mình quá biết rồi. Khi mình làm doanh nghiệp mình phải phục vụ các bố, đúng không? Mình phải phục vụ các bố mình mới có được những cái hợp đồng, những cái dự án để mình làm. Xong là ông lại cậy vì ông có tí quan hệ, ông có tí tiền, ông có tí chức, tí quyền, ông lại đi cướp của người ta. Còn lâu tiền của Huấn ông cũng cướp ở đâu? Bán hàng tiếp. Bây giờ anh em nó bắt đền tôi, bây giờ vỡ mồm rồi. Bây giờ là người ta bắt đền mình thì mới nhục chứ. Không, nên mẹ làm doanh nghiệp về ở cấp tỉnh hay nào ở đâu cũng vậy thôi. Làm doanh nghiệp mà ví dụ như mà không lườn lách, không trốn thuế này, mẹ mày không đi cúng người khác này, không đi khụy nụy người khác này, không đi mang tiền đi cống người khác ấy, làm sao mà có được dự án mà làm, hiểu chưa? Người yêu mày ngồi đằng sau, mày điên à? Đấy là chị gái, mày không nhìn thấy mặt giống hệt nhau, cùng bố cùng mẹ luôn. Đây là cậu út, đây là chị Giáp, còn một chị cả thì ở quê. Chị cả ở quê thì có tận 40-50 mảnh đất. Bà ở quê bà cứ thế thôi, tèn tèn thế thôi, đéo có con trai, toàn con gái. Bà chị ở quê giàu ơi là giàu, nhưng mà đẻ đéo các con trai. Mụ này đẻ một phát 3 thằng luôn. Huấn Hồng thì tam nam bất phú, tứ nữ bất bẩn, ba làm bốn nữ luôn. Còn một thầy nữa là thầy xuất gia, đi theo nhà chùa, thầy là đi tu. Đấy, thầy dạy mình đạo đức ấy, mình mới thành người đấy. Nên là nhà có 4 chị em, hiểu không? Lọt sàng hay súng đia, bà quản lý kinh tế. Chắc là bạn đớp ít thế hả? Bà lương cứng là 50 củ. Còn nậu thì không biết bao nhiêu, hiểu chưa? À, có khi là bạn đớp thêm 50 nữa. Hay ra nhỉ? Nhưng mà có đớp 50 ấy thì chị lọt sàng xuống đia. Nhưng mà đớp thì bảo em nhá. Chết. Đớp thì mình có phải bảo không nhá. Không có đâu. Trêu ấy vui, chị mình có lấy bao nhiêu tiền của mình chị. Cái lúc mình khổ nhất thì chị mỗi chị mình khóc ấy. Đó. Hùng ấy mạnh đấy. À, con trai đẹp trai như sĩ điều ra cậu bảo. Đấy. Mẹ bây giờ bán hàng kinh doanh nhà mình toàn người nhà đây, cháu này. Đấy. Cháu ở nhà ba thằng như này luôn, ba thằng phong độ luôn.
đẹp trai hơn bố luôn đấy, đấy cháu ấy. Thôi gọi xin đi ra cậu bán hàng, mày có biết bán cho cậu không, mình ngồi đây. Hạ bao nhiêu? A 295. Đấy rồi mạnh đi về đấy Yến với Sâm đi cậu. Bây giờ khả năng là chị phải kiếm cho em hai đứa mà nó biết livestream, là chị mới là hai đứa livestream trên bếp của em này. Ngày làm vài tiếng ý, thế đó. Cắt phần trăm thuê luôn. Thế để tối chị gọi có người thần live. Gọi cái người nay bây giờ cứ à mày bây giờ này thời buổi bây giờ nay biết thôi. Đứa nào nhanh mồm nhanh miệng tí là lên livestream nay biết rồi. Đấy, thoải mái nay biết thoải mái. Nên đây thoải mái chỉ tục. Rồi, ok. Nhưng đừng chửi người ta. Tối nay tiếp nha mọi người, mình đi xử lý cái xe nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.